Tiến Linh được đề cử quả bóng vàng châu Á 2022. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh năm thứ hai liên tiếp nằm trong 20 năm cầu thủ được đề cử cho danh hiệu quả bóng vàng châu Á. Tiến Linh là một trong ba cầu thủ Đông Nam Á góp mặt lần này, bên cạnh hậu vệ Theraton Bunmathan, tuyển Thái Lan đang khoác áo câu lạc bộ Buriram United và tiền đạo Ihsan Fandi Singapore, Bezipa Thum United. Giải quả bóng vàng châu Á do hãng truyền thông Trung Quốc Titan Sports tổ chức và trao tặng từ năm 2013. Sun Heung-min giành nhiều danh hiệu này nhất với 7 lần vào các năm 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021. Hai năm còn lại, giải thuộc về cựu tiền vệ Keisuke Honda 2013 và tiền đạo Shinji Okazaki 2016 của Nhật Bản. Giải thưởng được bầu chọn dựa theo lá phiếu của các nhà báo chủ yếu đang làm việc tại các cơ quan truyền thông châu Á. Mỗi người lựa chọn 5 cái tên tương ứng với số điểm 6, 4, 3, 2, 1. Ban tổ chức dự kiến công bố kết quả giải thưởng vào đầu tháng 2 2023 ở cuộc bầu chọn này năm 2021. Tiến Linh cũng có tên đứng thứ 22 chung cuộc với cùng 7 điểm. Trước Tiến Linh, Quang Hải từng được Titan Scott đề cử năm 2019 và xếp thứ 17 với 7 điểm sau bầu chọn.